Xin chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay trong video này, Yến xin chia sẻ với quý thầy cô và các bạn những cái cách mà chúng ta có thể sử dụng Microsoft Teams. Chúng ta xin lỗi những cái cách mà chúng ta có thể điểm danh trong quá trình chúng ta dạy học trên Microsoft Teams. Vậy để làm như thế, có những cách nào và chúng ta sẽ làm như thế nào thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vâng, Yến xin giới thiệu cách thứ nhất. Cách thứ nhất là khi thầy cô tham gia, thầy cô có thể nhấn vào biểu tượng như thế này và chúng ta có thể xem được những người mà đang hiển thị ở cuộc họp hoặc là buổi học. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là có hai mục hiển thị rõ là hiển thị đang tham gia cuộc họp này là đang có một người và những người này sẽ được để có ở chế độ là có màu đỏ. Và những người mà ở chế độ là đề xuất là đang là ba người là những người này hiển thị là đang là vắng. Như vậy chúng ta có thể biết được là người nào là đang có mặt và người nào đang vắng. Cách số 2, trong cửa sổ hiển thị cuộc họp này chúng ta có thể tích hợp một cái công cụ khảo sát chính là Microsoft Form. Chúng ta nhấn vào mục 3 chấm, sau đó chọn Form. Cửa sổ Form hiển thị, chúng ta sẽ tạo ra một cuộc thăm dò ý kiến mới, mang tính chất là chúng ta sẽ điểm danh. Ở đây chúng ta sẽ ghi, giả sử tôi ghi là điểm danh, đúng không ạ? Thầy cô có thể ghi là điểm danh lớp nào đó, ngày 11 tháng 4 năm 2020. Và tích vào mục tùy chọn, thấy cô ghi là có mặt. Sau khi soạn thảo xong, chúng ta kiểm tra nội dung. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào mục tiếp theo. Đây là bản xem trước của cái cuộc thăm dò ý kiến hoặc là của điểm danh. Chúng ta kiểm tra xem đã chính xác chưa. Nếu chưa chính xác hoặc là cần chỉnh sửa, chúng ta nhấn vào chỉnh sửa. Còn nếu không, chúng ta sẽ nhấn vào gửi. Khi đó, thầy cô sẽ thấy trên cửa sổ chat sẽ hiển thị một mục đó là điểm danh. Thì nếu như tất cả các bạn có mặt ở trong buổi họp đó sẽ tích vào mục có mặt. Và chúng ta nhấn gửi bình chọn. Kết quả sẽ được hiển thị ở mục ở phía bên dưới. Vâng, quay trở lại với màn hình làm việc của học sinh, chúng ta sẽ nhận thấy trong cửa sổ chat cũng đã hiển thị cái phần điểm danh này và học sinh sinh viên sẽ bắt đầu điểm danh. Như vậy, chúng ta thấy trong cửa sổ kết quả phần phía dưới đã hiển thị đang hiện tại đang có hai người có mặt trong buổi học. Nếu như một sinh viên đó nhấn nhiều lần vào cái điểm danh này và gửi bình chọn thì các bạn yên tâm là trên cái cửa sổ kết quả ở phần dưới chỉ hiển thị một lần duy nhất. Quay trở lại với màn hình làm việc của giáo viên thì ở đây đã hiển thị kết quả những người có mặt. Để kiểm tra xem những ai có mặt trên cuộc họp vừa rồi thì các thầy cô sẽ vào trình duyệt web. Chúng ta vào cái địa chỉ đó là formoffice.com. Tại đây chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập.
Khi đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy trong cửa sổ, giao diện Microsoft Form sẽ hiển thị ra mục điểm danh ngày 11 tháng 4. Thầy cô vào mục Kết quả, Phản hồi. Nhấn vào mục, thì đây chính là cái kết quả mà sinh viên đã phản hồi, xác nhận, và chúng ta nhấn vào mục Open in Excel và chúng ta mở lên. Vâng, tại đây quý thầy cô sẽ nhìn thấy cái giao diện mà kết quả của cái phần điểm danh này, nó sẽ thể hiện là email, số điện thoại, email, họ tên, và sẽ hiển thị cả thời gian sinh viên đó, học viên đó nhấn vào điểm danh. Thì ở tại đây thầy cô có thể quản lý rất là rõ ràng theo từng ngày một. Thì thầy cô có thể thiết lập là trong vòng 10 phút đầu chúng ta chỉ lấy những sinh viên nào mà điểm danh trong vòng 10 phút đầu là sẽ tích là có mặt. Còn đâu cứ thời gian bị trễ hơn thì thầy cô sẽ vào mục trễ. Và cách số 3 Yến muốn giới thiệu với quý thầy cô và các bạn, đó là chúng ta sử dụng ứng dụng Bully tích hợp trên phần mềm Microsoft, tích hợp trên Microsoft Teams. Để vào ứng dụng Bully, quý thầy cô cũng có thể làm theo những cách sau. Thầy cũng có thể vào mục ba chấm, ở trong mục này chúng ta sẽ tích chọn Bully. Đây ạ. Sau khi thầy cô chọn xong thì ứng dụng Bully biểu tượng hình con vẹt sẽ được thầy cô sẽ thấy ở dưới này. Hoặc cách thứ hai là thầy cô sẽ nhấn tạo thêm một tab, và cũng khuyến khích là chúng ta sử dụng theo cách số 2 này. Chúng ta tạo thêm một tab ở trên mục chung này. Chúng ta nhấn vào mục và chúng ta chọn vào Bully. Sau khi thầy cô tích hợp vào trên cái tab thì Bully đã có ở đây, và chúng ta có thể thấy rằng đây chính là giao diện của Bully. Chúng ta có thể sửa đổi trong mục Bully này, chúng ta sửa thành điểm danh. Để chúng ta tiến hành tạo một cái điểm danh, chúng ta sẽ nhấn vào mục này. Bully sẽ hỏi chúng ta ở những cái mục sau. Chúng ta sẽ thiết lập điểm danh ở trong kênh chung hay là kênh khác, thì thầy cô có thể rủ xuống và cô có thể chọn, ví dụ chỉ điểm danh ở trong nhóm 1 hoặc là nhóm chung gì đó thì tùy thầy cô. Cái mục này chính là mục là sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ gửi cái điểm danh này cho học sinh luôn, cho học sinh sinh viên luôn, hay là chúng ta sẽ thiết lập cái kế hoạch, tức là cái thời gian mà dự kiến chúng ta sẽ bắt đầu. Thì nếu như ở đây thầy, quý thầy cô và các bạn thiết lập thời gian, giả sử tôi thiết lập là ngày 13, đúng không ạ, và lúc tiết 1 là 7 giờ. Khi thầy cô tiến hành lên lịch theo chế độ là thời gian như thế này, thì đúng cái khoảng thời gian đó thì Bully sẽ xuất hiện trong cửa sổ bot để các thầy cô có thể trong cửa sổ bài đăng để học sinh có thể tiến hành điểm danh.
Và này chính là cái lúc mà thời gian thiết lập thời gian mà chúng ta sẽ đóng cái điểm danh này lại đóng. Vì vậy thì ở đây thầy cô lưu ý là nó sẽ thể hiện như sau: cái thời gian mà chúng ta đóng lại so với cái thời gian chúng ta bắt đầu, hai khoảng thời gian này cách nhau ít nhất là 30 phút nhé, 30 phút trở lên thầy cô ạ. Cái boolean nó thiết lập là phải ít nhất từ 30 phút thời gian bắt đầu so với thời gian là chúng ta đóng cái con này lại là 30 phút. Tiếp theo, trong mục này chúng ta sẽ chọn cái câu hỏi dưới dạng là lựa chọn. Ví dụ ở đây chúng ta có thể chọn là điểm danh. Đây giả sử Yến sẽ chọn là mục là sẽ kiểm tra ngay bây giờ thì Yến sẽ kiểm tra vào ngày 11 tháng 4 năm 2020, và ở đây chúng ta sẽ hiển thị là có mặt, vắng mặt. Thì tùy thầy cô có thể thiết lập mà một trong hai, có thể là có mặt không cũng được, và cái mục vắng mặt này chúng ta bỏ. Tuy nhiên Yến ở đây Yến muốn giới thiệu một cái option này để lát nữa thầy cô sẽ thấy trong cái poly này nó có một cái phần rất là hay. Hai cái mục này thầy cô sẽ không chọn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào cái mục là bình luận. Thì ở đây ở chế độ là bật thì Yến có thêm một cái phần, đó là Yến sẽ muốn bật một cái phần là Yến sẽ muốn ví dụ học sinh khi ghi cái lý do vắng ở đây. À, ghi lý do vắng. Thì học sinh sẽ ghi ở trong cái phần này khi mà tích vào vắng mặt. Và ở trong cái mục là cái kết quả thì sẽ chọn ở cái chế độ thứ hai là hiển thị kết quả trong cái thời gian thực. Sẽ hiển thị kết quả là sẽ hiển thị kết quả trong thời gian thực. Và cái mục là ghi danh thì ở đây Yến sẽ chọn ở chế độ là không ẩn danh, tức là sẽ phải hiển thị cái tên của người tiến hành khảo điểm danh ở trong này, và sau đó Yến sẽ đến vào mục preview. Trong mục preview này thì thầy cô sẽ tiến hành xem xét và xem nội dung đã được hoàn tất chưa, còn chỉnh sửa gì không. Nếu chỉnh sửa thì chúng ta sẽ nhấn vào mục edit, sau đó không thì chúng ta sẽ nhấn vào mục send để gửi đi. Sau khi chúng ta nhấn vào mục send gửi đi thì khi này chúng ta sẽ thấy ở trong mục điểm danh này, ở trong cái mục bài đăng này nó sẽ có cái điểm danh. Vậy thì sinh viên học sinh sẽ vào đây và tiến hành điểm danh. Giả sử tôi sẽ test thử với cái tài khoản của tôi thì tôi nhấn vào mục là có mặt và tôi chọn là submit. Rồi. Khi đó ở dưới kết quả sẽ hiển thị ra là Trần Thị Yến có mặt. Bây giờ tôi sẽ demo một giao diện của sinh viên và học sinh cho quý thầy cô có thể hình dung. Đây chính là giao diện màn hình của học sinh khi mà nhận được cái khảo sát điểm danh. Khi mà nhận được cái điểm danh từ phía giáo viên thì màn hình của sinh viên cũng sẽ hiển thị ở trong mục bài đăng. Và như quý thầy cô thấy thì cũng sẽ có trong mục điểm danh học viên. Đó. Thì chúng ta sẽ nhấn vào mục bài đăng này. Chúng ta sẽ học sinh sẽ tiến hành điểm danh. Giả sử sinh viên A này là sinh viên này vắng mặt và nhấn vào tích vào mục vắng mặt và nhấn vào mục là submit, và sinh viên có comment một cái bình luận, một cái lý do vắng mặt chẳng hạn, hoặc là chỗ này ví dụ như là vì em bị ốm ạ.
đó nhấn vào submit comment. Đó, thì thầy cô sẽ thấy ở phía này nó sẽ hiển thị có mặt là một người và một người là vắng mặt là Nguyễn Mai Nhật Phương, và tổng số là 2 lượt đã vote. Và ở dưới này sẽ hiển thị cái comment của bạn Nhật Phương là em tên Phương em bị ốm. Đó, thì thầy cô sẽ thấy. Đó là giao diện từ phía học sinh. Vậy thì các học sinh sẽ tiến hành là chúng ta sẽ điểm danh trong mục này. Quay trở lại với màn hình làm việc của giáo viên, thì ở đây các thầy cô sẽ thấy kết quả đã được hiển thị và bạn Phương này có comment, thầy bên màn hình của giáo viên cũng đã nhận được. Thì thông thường Yến sẽ cho trong khoảng thời gian là 10 phút chẳng hạn, 10 phút chúng ta sẽ điểm danh, giả sử từ chúng ta sẽ điểm danh trong vòng 10 phút đầu của buổi học, sau đó là chúng ta sẽ xóa cái cuộc khảo sát này đi để những sinh viên nào hoặc là học sinh nào mà vào muộn từ phút thứ 10 trở đi thì sẽ không được bình chọn và cũng không được điểm danh nữa. Vậy thì cách làm như thế nào? Chúng ta sẽ vào mục điểm danh này. Thầy cô sẽ Vậy thì cách làm như thế nào? Thì thầy cô sẽ vào mục điểm danh học viên. Sau đó là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có cái giao diện là chúng ta sẽ đóng và xóa. Vậy thì nếu như chúng ta đóng thì toàn bộ là học sinh, từ phía học sinh sẽ không được nhìn thấy cái khảo sát này nữa mà chỉ nhìn thấy kết quả thôi. Và chúng ta lưu ý là chỉ có giao diện của giáo viên thì mới có hai cái mục là đóng và xóa này. Còn chị học phía bên học viên thì sẽ không có. Đây giả sử tôi sẽ đóng. Vậy thì thầy cô sẽ thắc mắc là vậy thì vì sao mà lúc nãy nói thì là 30 phút thì mới được đóng cái form này, còn ở đây sẽ là sau 10 phút đã được đóng rồi. Thì đóng ở kia thì là thời gian tối đa, thì cứ sau 30 phút đó thì form cái điểm danh này sẽ tự đóng. Còn có thể chúng ta sẽ đóng trước cái thời gian này, cái chỗ hành động này chúng ta có thể đóng trước cái thời gian đó cũng được. Thế vậy thì chúng ta sẽ nhấn vào mục đóng lại. Poly sẽ hỏi chúng ta là có thực hiện đóng không, thì chúng ta sẽ thực hiện đóng. Vâng, vậy thì nếu như chúng ta đóng như thế này thì quay trở lại phía màn hình của học viên thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây sẽ không thấy nhìn thấy cái mục là chúng ta điểm danh nữa. Như vậy chỉ có hiển thị ra mục kết quả. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng bằng Bully này, mỗi lần chúng ta điểm danh, ví dụ hôm nay là ngày 11 tháng 4 tôi tiến hành dạy và điểm danh, và đến ngày 13 tháng 4 tôi cũng tiến hành dạy và điểm danh bằng Bully giống như vừa nãy tôi đã làm, thì nó sẽ hiển thị các cái cửa sổ. Thấy cô ạ? Và giả sử như nếu như thầy cô và nếu như thầy cô có dạy ở một buổi khác và tiến hành điểm danh thì nó sẽ hiển thị toàn bộ các cái poly mà thầy cô đã tạo ở từng ngày từng thời điểm cho quý thầy cô quản lý. Và thầy cô sẽ nhìn vào đây, sinh viên có thắc mắc về việc là điểm danh của mình thì thầy cô sẽ có thể minh họa bằng cách là thầy cô lấy trực tiếp cái mục điểm danh ở trên này. Như vậy là Yến đã vừa hướng dẫn xong cái ứng dụng poly về điểm danh trên trong quá trình dạy học trên Microsoft Teams. Hy vọng cách mà Yến vừa giới thiệu thì sẽ giúp ích phần nào đó cho quý thầy cô trong quá trình dạy học. Chúc quý thầy cô dạy học online thành công. Xin tạm biệt.